Đang thiếu tiền tranh cử sao? Former US President Donald Trump is short of money to run for election. No. Số tiền gây quỹ của cựu tổng thống Donald Trump đã tăng lên vào tháng trước. Former President Donald Trump's fundraising increased last month. Nhưng con số này vẫn chưa đủ để giúp ông bắt kịp với đối thủ Joe Biden. But this number is still not enough to help him catch up with rival Joe Biden. Rival là đối thủ. Cho biết đã huy động được 15,9 triệu đô vào tháng 2. Mình dịch đâu nhỉ? Và Đảng Cộng Hòa trong chiến dịch tranh cử lần này. And the Republican Party in this election campaign. Đặc biệt trong bối cảnh ông Trump đang vướng phải nhiều lùm xùm về mặt pháp lý. Especially in the context that Mr. Trump is entangled in many legal controversies. Đội ngũ vận động tranh cử của ông Trump, Mr. Trump's campaign team và Ủy ban Hành động Chính trị Save America and the Save America Political Action Committee, hai tổ chức chủ chốt trong hoạt động tranh cử lần này của cựu tổng thống. Two key organizations in this election campaign of the former president cho biết đã huy động được 15,9 triệu đô vào tháng 2. Said they had raised 15.9 million đô in February và kết thúc tháng với 37 triệu đô trong tay. And the month with 37 million USD on hand. Con số lẻ đã tăng so với tháng 1. This number has increased compared to January.